Gái hướng dẫn mọi người cách điều trị viêm xoang tại nhà mà không tốn tiền nha. Mọi người tìm cho gái cây hoa ngũ sắc, một số vùng gọi là hoa cỏ hôi hoặc là hoa cứt lợn. Cái cây hoa ngũ sắc này là người ta lan truyền trên mạng xã hội rất là nhiều và gái đã từng sử dụng trước khi gái kinh doanh dược mỹ phẩm thanh mộc hương và nhiều năm không hề tái phát nha. Cách thứ nhất là mọi người rửa sạch nó với nước muối và giả nát lấy nước. Nó giúp cho mũi chúng ta kháng khuẩn và chống viêm rất tốt nha. mọi người dùng một cái lọ nước muối sinh lý mà chúng ta đã sử dụng hết rồi đó chúng ta lấy nước đó chúng ta đổ vào và nhỏ mũi mỗi bên là hai giọt ngày nhỏ 3 lần nó ngửa mũi lên như vậy nha cách thứ hai đó là mọi người lấy 30g cây tươi sắc còn 200ml chia làm hai lần uống trong ngày uống sau ăn có thể kết hợp vừa nhỏ và vừa uống để hiệu quả nó đạt cao như hơn nha. Nếu các bạn cảm thấy bất tiện hoặc tìm không ra cái loại cây này thì các bạn có thể liên hệ với gái. Gái có sản phẩm của công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương và nó cũng chiết xuất từ thành phần của cây hoa cỏ hôi tức là hoa cất lợn đó. Chúc các bạn có sức khỏe dồi dào và mau khỏi bệnh nhé.